phóng đi hàng trăm quả rocket, cày nát toàn bộ mục tiêu trong vòng vài giây là cách cô gái Nga hủy diệt cơ sở vật chất và tinh thần chiến đấu của phát xít Đức. Kiến thức quân sự đố quý vị ở đây, kể tên được loại vũ khí nào cũng gieo rắc kinh hoàng cho lính Đức như vũ khí này. Ngày 21 tháng 6 năm 1941, một ngày trước khi phát xít Đức tràn qua biên giới Liên Xô, chính phủ Xô Viết đã ra quyết định sản xuất hàng loạt các hệ thống pháo phản lực Katyusha để sẵn sàng nghênh địch. Đây là hệ thống pháo phản lực đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong thực tế chiến tranh. Trong báo cáo về cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô năm 1941, một lính Đức bị bắt đã nói rằng hỏa lực từ tên lửa của Hồng quân khiến con người như phát điên. Những xe phóng đầu tiên. Cách thức tấn công của Katyusha không mới. Trong lịch sử, các xe phóng tên lửa cỡ nhỏ đã xuất hiện từ thế kỷ 14. Chẳng hạn như hệ thống Hoa Cha của Triều Tiên xuất hiện vào giữa thế kỷ 15, có 100 ống phóng. Mỗi ống bắn ra những mũi tên dài 1 mét, gắn thuốc phóng, và đôi khi là cả thuốc nổ ở đầu đi xa 100 mét, thậm chí tới 400 đến 500 mét nếu được đặt trên cao điểm. Những mũi tên này đủ sức xuyên thủng mọi loại áo giáp và lá chắn. Tuy nhiên, đến trước khi Katyusha ra đời, về cơ bản, lĩnh vực pháo phản lực phóng loạt không có bước tiến gì đáng kể. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, đạn rocket phát triển mạnh cho mục đích gắn trên máy bay chiến đấu. Tiêu biểu là đạn rocket 82 ly cho máy bay tiêm kích để tiêu diệt các mục tiêu ở trên bộ và trên không. Đến năm 1937, loại rocket phản lực 132 ly có sức công phá lớn, cũng trải qua các thử nghiệm và được tiếp nhận trang bị cho máy bay ném bom tốc độ. Ban đầu các công trình sư chỉ định sử dụng cho máy bay, tuy nhiên họ cũng cân nhắc loại vũ khí này cho mục đích tấn công mặt đất. Kết quả, các cuộc thử nghiệm đầu tiên vào năm 1938 không tốt đẹp chút nào. Tuy nhiên, các công trình sư không nản chí, họ nỗ lực hoàn thiện và dần dần các thiết bị này trở nên hiệu quả và uy lực. Đến tháng 6 năm 1941, loạt hàng mẫu BM-13 đầu tiên được sản xuất để đem ra thử nghiệm thực tiễn. Chỉ trong vài giây, mỗi xe phóng đi 16 quả rocket 132 ly hoặc 32 rocket 82 ly, khiến toàn bộ khu vực mục tiêu biến thành bình địa. Và xe phóng sau đó chỉ mất vài phút để di chuyển sang vị trí khác để tránh hỏa lực của đối phương. Đây là điều không thể có được ở các khẩu pháo truyền thống. Kết quả ấn tượng đã khiến các tướng lĩnh quân đội Xô Viết ngay lập tức ra quyết định đưa hệ thống vào sản xuất hàng loạt. Sức mạnh đáng sợ của Katyusha. Theo đánh giá của các nhà sử học, chính hỏa tiễn Katyusha đã đóng một vai trò quyết định trong nhiều trận chiến đấu quan trọng của cuộc chiến tranh vệ quốc và tiên liệu cho chiến thắng của Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít. Sức mạnh của khẩu pháo này không chỉ nhờ khả năng sát thương lớn, mà còn thông qua việc gây ra một sức ép tâm lý cực lớn với tiếng hú đặc trưng của mình. Phải thú thật là sau loạt bắn đầu tiên, tôi ướt hết cả quần vì sợ. Gần một tuần chúng tôi mới quen được với tiếng hú của đạn và tiếng rầm rầm như nuốt hết tất cả. Đó là lời của ông Ivan Dmitrievich Dunaev, cựu chiến binh chiến tranh vệ quốc vĩ đại, người chỉ huy Katyusha từ năm 1941 cho đến tận ngày chiến thắng. Điều này thể hiện rõ nét trong lần xuất trận đầu tiên của hỏa tiễn Katyusha ở Belarus. Ngày 14 tháng 7 năm 1941, đơn vị Katyusha đầu tiên gồm 7 tổ hợp BM-13 dưới sự chỉ huy của đại úy Ivan Perov tham chiến tại thành phố Osa, tỉnh Vitebsk, bị quân Đức chiếm đóng, cách Moscow 500 km về phía tây. Osa là điểm tập kết hậu cần quan trọng của phát xít Đức, nơi có nhiều binh sĩ và kho chứa đạn dược. Tại đây, loại vũ khí mới này đã được Hồng quân đưa vào sử dụng lần đầu tiên với kết quả ngoài sức tưởng tượng. 16 viên hỏa tiễn được phóng đi trong vòng 15 đến 20 giây với tầm xa đến 8 km. Quân phát xít còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tất cả các căn cứ đã biến thành địa ngục lửa. Trong những tài liệu mật của Đức có những thông báo về đại bác phun lửa tự động nhiều nòng của Nga. Những binh sĩ Đức còn sống sót sau lần đầu chịu đựng hỏa lực và tiếng gầm thét của Katyusha
hầu như không còn tinh thần để chiến đấu nữa vì bị sát thương hoặc là bị điếc hay chết lặng vì hoảng sợ. Sau những loạt Katyusha, lính Đức phát điên chạy ra khỏi hầm hố và làm mồi cho những loạt tiếp theo. Katyusha phá tan, san bằng các loại công sự, đốt cháy cả tuyết. Có lần nó còn phá hủy toàn bộ cả một cụm xe tăng Đức vào ban đêm sau kết quả trinh sát của lính Nga. Người Đức cố gắng chiếm được dù một khẩu Katyusha bằng mọi giá. Tuy nhiên, Katyusha được phát triển hoàn toàn bí mật. Mỗi một tổ hợp Katyusha đều được gắn một thiết bị nổ để có thể tự phá hủy ngay khi có nguy cơ rơi vào tay của Đức. Để đảm bảo đối phương không phát hiện Liên Xô sở hữu vũ khí uy lực này, các trung đoàn Katyusha khi đó được gọi là lực lượng pháo binh. Một sĩ quan Đức bị bắt làm tù binh sau những trải nghiệm khi Katyusha xung trận tại cuộc hỏi cung đã nói: "Tôi đã bị thương nặng và chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Tôi sẽ không thể đưa bí mật của các ông cho ai. Nhưng hãy nói cho tôi trước khi tôi chết, đó là cái gì thế? Cái gì đáng sợ đã rót lửa xuống chúng tôi? Nó thực sự khủng khiếp." Sau đó nhiều tháng, tình báo phát xít vẫn chưa thể xác định được đây là loại vũ khí gì và đành phải báo cáo lên cấp trên rằng quân đội Nga đang sở hữu loại đạn lửa tự động khủng khiếp. Người Nga đã sử dụng một loại vũ khí chưa từng được biết đến. Một trận bão lửa đã thiêu cháy nhà ga Osa cùng toàn bộ binh lính và vũ khí. Thép đang nóng chảy và cả đất cũng đang cháy. Tham mưu trưởng lục quân Đức Franz Helder viết trong hồi ký về trận đánh: loại vũ khí mang cái tên dịu dàng của cô gái Nga. Tên chính thức của các dàn hỏa tiễn phóng loạt trong chiến tranh vệ quốc là BM-13. Nhưng từ lâu, với người dân nước Nga, loại vũ khí này mãi mãi đi vào tâm trí với cái tên Katyusha. Katyusha là bài hát nổi tiếng của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc và là một trong những bài hát lừng danh nhất nước Nga, nói về một người con gái chờ đợi người yêu của mình, khi đó đang phục vụ trong quân đội. Và có lẽ niềm tin vào sức mạnh của loại vũ khí này sẽ giúp đánh đuổi quân thù, sớm mang lại bình yên cho tổ quốc, trở về với người con gái nơi hậu phương, đã khiến cho những người lính Xô Viết đặt tên cho loại vũ khí này như vậy. Loại vũ khí hùng mạnh với cái tên âu yếm Katyusha là một trong những át chủ bài đóng góp to lớn vào chiến thắng của những người con nước Nga trước cuộc xâm lăng của Phát xít Đức. Khả năng gây sốc và sức tàn phá của các khẩu đội Katyusha xuất phát từ việc chúng có thể phóng đi hàng tấn chất nổ bao trùm một khu vực rộng lớn chỉ trong vài giây. Sức công phá của một loạt bắn như vậy tương đương với 70 khẩu pháo hạng nặng. Khác với pháo truyền thống, BM-13 có khả năng cơ động nhanh để thay đổi vị trí bắn, gây khó khăn cho việc theo dõi và phản công của đối phương. Đạn Katyusha cũng được thiết kế để tạo ra ít dấu vết nhất, khiến đối phương rất khó phát hiện được vị trí bắn để phản pháo. Từ năm 1942, Katyusha được đặt trên các xe tải Studebaker của Mỹ mà Liên Xô nhận được từ chương trình mượn vũ khí giữa hai bên. Loại xe mạnh mẽ và có tốc độ cao này rất phù hợp với hỏa tiễn Katyusha. Sau khi chứng minh được hiệu quả, nhiều đơn vị Katyusha nhanh chóng được thành lập và gửi ra mặt trận. Đơn vị của đại úy Flerov chiến đấu cho đến đầu tháng 10 nhằm ngăn chặn quân Đức tiến tới Moscow. Khi bị bao vây ở thành phố Vyazma, đơn vị đã bắn hết rocket và phá hủy toàn bộ các tổ hợp Katyusha trước khi hy sinh. Phát xít Đức rất háo hức tiếp cận với loại vũ khí mới của Liên Xô, nhưng trong một thời gian dài không thể nắm bắt được bí quyết phát triển loại vũ khí này. Trở ngại lớn nhất với các kỹ sư quốc xã là việc sản xuất loại thuốc súng đặc biệt có thể đảm bảo cho tên lửa bay xa và ổn định nhưng không để lại bất cứ dấu vết nào. Người Đức sau đó cho ra đời tổ hợp Nebelwerfer gồm 6 ống phóng. Tuy nhiên, hệ thống này lại có nhiều điểm yếu so với Katyusha như số lượng đạn ít, không cơ động, tầm bắn ngắn và đặc biệt để lại rất rõ dấu vết sau mỗi lần khai hỏa. Những biến thể hiện đại của Katyusha. Thế chiến thứ hai kết thúc cũng là lúc uy danh của Katyusha lan ra thế giới. Rất nhiều quốc gia nhanh chóng nhận ra sự lợi hại của loại vũ khí này và nhanh chóng phát triển các hệ thống cho riêng mình. Các nhà máy quốc phòng của Liên Xô cũng cho cải tiến không ngừng Katyusha và ra mắt hàng loạt các biến thể về cỡ đạn và tầm bắn khác nhau được gắn trên xe tải hoặc xe bánh xích
như BM-21, BM-27, TOS-1 và mạnh nhất hiện nay là tuộc BM-30 Smudge. Được phát triển trong những năm 1970 và chính thức đi vào biên chế vào năm 1987, BM-30 mang 12 ống phóng 300 ly, tốc độ bắn tối đa 10 giây, thông thường là 20 giây và chỉ mất 36 phút để tái nạp đạn. Không chỉ bắn nhanh, BM-30 còn được trang bị các hệ thống cảm biến và tính toán mạnh. Máy bay không người lái cho phép tự trinh sát, tính toán và dẫn đường đầu đạn. Nhờ đó, nó hoạt động nhanh, mạnh và chính xác từ cự ly 70 đến 90 km. Ngày nay, pháo phản lực bắn loạt đã trở thành một hệ thống vũ khí không thể thiếu trong trang bị của hầu hết các quốc gia. Và tất cả đều bắt nguồn từ cái tên Katyusha đầy cảm ứng. Thưa quý vị, đây là loại vũ khí uy lực hàng đầu của Nga trong chiến tranh thế giới thứ hai bởi sức mạnh và sự linh hoạt của nó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Để có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chương trình biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Kiến thức Quân sự. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!